À, xin chào các con và chào mừng các con đến với lớp học ôn thi cuối học kỳ 2 môn toán dành cho các bạn học sinh lớp 5. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho tất cả chúng ta nào. Thầy chào các bạn, chào Bảo An, chào Kim Thư, chào Ngọc Diệp, chào Tuấn Minh, chào Xuân Phát, chào Quốc Trung, chào Trường Giang nha, chào Đức Anh nha, chào Minh Phương, chào Nam Khánh. Rồi. À, rất vui được gặp lại các con. Chào Minh Vũ. Ok. Thế thì ở cái phần này, các bạn lưu ý cho thầy này. Năm nay đã là cái năm cuối cùng của cấp tiểu học rồi. Thì các bạn sẽ phải chuyển chuyển cấp. Thế cái kỳ thi cuối cùng cuối năm này, này nó rất quan trọng. Hiểu phần này gần đầu thầy. Bởi vì nó sẽ quyết định đến cái kết quả. Và các bạn có thể thi lên lớp 6 hoặc là xét lên lớp 6, xét điểm lớp 6. Và việc các bạn là nắm chắc cái kiến thức của lớp 5 ấy, thì nó cũng giúp cho các bạn khi các bạn bước lên cấp mà trung học cơ sở thì giúp cho các bạn học tập nó dễ dàng hơn. Đấy, đó là lý do mà Trung tâm Toán Tư duy Edison thầy cũng bận rất nhiều các công việc nhưng vẫn muốn dành cho các bạn. Đấy, những học sinh rất là yêu quý trung tâm 2 buổi để hệ thống lại kiến thức cho các con, ôn tập cho các con để giúp cho các con có một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái chương trình thi của các con ở cuối năm, đúng không? Thế thầy có một cái đề nghị này này nào, và cái chương trình này nó hoàn toàn là miễn phí. Mặc dù bình thường là các bạn khác đi học ở ngoài kia là phải mất tiền. Nhưng trung tâm là tặng miễn phí cho các con. Không thu cái gì cả. Đúng không? Thế thì thầy có một cái đề nghị là tất cả các bạn khi vào học ấy, thì các bạn phải tập trung mà. Các bạn bật camera lên. Tất cả bật camera lên. Những ai mà tắt camera thì coi như là không thực hiện theo cái nội quy, không thực hiện theo quy định. Đúng không? Vì cái này thì nó đi học bố mẹ các con đã gửi các con đến để thầy dạy rồi, mà các con tắt camera thì cũng không biết là có học hay không. Đấy, đúng không ạ? Bạn đồng ý comment cho thầy chữ yes nào. Nào tất cả bật camera này. Những bạn nào mà tắt camera thì có 2 cái phương án, một là bạn sẽ tự thoát ra khỏi Zoom. Nha. Thứ hai là thầy sẽ bảo thầy cô trợ lý sẽ mời ra khỏi phòng. Thế còn đã học ấy, thì các bạn bật camera lên. Chúng ta chỉ có 2 buổi thôi. 2 buổi thì sẽ cố gắng là nén cái kiến thức cho các bạn để các bạn có một cái sự chuẩn bị tốt nhất. Là bạn Minh Phương bật camera nào, Đức Anh bật camera lên, Được con em. tất cả bật camera lên. Các mẹ có đồng ý là Rồi các rồi con học rồi thì rồi rồi. bật camera lên đúng Rồi không? cái gì? Học thì phải chuẩn bị. Đúng rồi, phải bật camera lên. Bởi vì để học cái này thì bố mẹ các con cũng phải sắp xếp, phải thu xếp. Thu xếp bây giờ thầy dạy xong lúc học không bật camera, không học, rồi lúc nó không hiệu quả lại bảo là thầy dạy nó không hay, không thú vị. Nhưng mà các bạn tắt camera thì đâu có biết là các bạn có học hay không, đúng không ạ? Rồi, được rồi nha. Bao nhiêu bạn đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay? Comment cho thầy 2 chữ Eden nào. Được rồi. Thế cái nội dung này, nó ở trong chương trình của môn toán lớp 5 ấy, thì nó cũng rất nhiều các cái phần. Nhưng thầy sẽ chọn ra những cái phần mà nó gọi là nó quan trọng nhất. Mà cái đề thi người ta hay ra nhất. Để cho các bạn được ôn tập nha. Thì nó có mấy cái phần như này này. Cái thứ nhất là phân số thập phân, cái này không cần phải ghi đâu. Nói chung là các bạn không cần ghi. Các bạn chuẩn bị cho thầy một cái bút, một quyển vở nháp, bút và vở nháp hoặc là giấy nháp cũng được. Nhiệm vụ các bạn là làm gì ạ? Comment đấy. Chúng ta học là học tập gia tốc, comment để làm gì? Tại sao chúng ta phải comment? Bởi vì lúc quá trình comment là nó sẽ tư duy ở trong đầu, đúng không? À, tai thì chúng ta sẽ phải nghe các cái yêu cầu, cái đề bài của thầy.
Mắt thì chúng ta phải quan sát xem là những cái bài toán nó hỏi gì. Và tay là não phải suy nghĩ, phải tư duy đúng không? Tay thì liên tục phải comment với chúng ta mới hoạt động, cái gọi là học tập đa giác quan. Chứ không nếu mà các bạn cứ ngồi viết viết ngồi viết viết ngủ mất thì lúc đấy thì xong lại còn tắt cắt camera thì thầy cũng chả biết là các bạn có học được không. Hiểu không? Nào, sẵn sàng chưa? Chúng ta vào đầu nhé. Đây không cần ghi đâu, thầy chỉ nói qua để các bạn nắm rồi. Cái nội dung đầu tiên là liên quan đến cái phân số thập phân. Đấy, cái kiến thức này thì nó không khó đâu, nhưng mà lâu mà không học là nó quên. Thứ hai là hỗn số. Hỗn số cũng hay được nhắc đến. Thứ ba là nó sẽ là tính nhanh với số thập phân. Cái phần này thầy sẽ dạy cho các bạn cái kỹ năng để các bạn tính nhanh được với số thập phân. Nào comment cho thầy số 3 nào, comment nhanh nào. Tất cả comment. À, không cần phải ghi đâu, chỉ là comment và tính thôi nha. À, tốt rồi, rất nhiều bạn đã comment. Lát nữa thầy sẽ đọc những cái bạn có câu trả lời nhanh và đúng. Nhớ là chỉ cần comment một lần thôi. Khi thầy yêu cầu comment, chúng ta comment một lần thôi. Không cần comment nhiều lần đâu. Tiếp nữa là ta sẽ đổi đơn vị đo đại lượng. Wow, cái này cũng quan trọng lắm ạ. Nha. Sẽ dạy các bạn cái những cái dạng bài để mà đổi đơn vị đo lượng. Comment là số 4 à. Số 4. Và cách đổi đơn vị đo vận tốc. Cái phần này nhiều học sinh vướng. À, đây là cái buổi đầu tiên. Cái buổi thứ hai thầy sẽ dạy cho các bạn về toán có lời văn. Trong đó là cái bài toán về tỷ số phần trăm. Cái phần này quan trọng đúng không ạ? Comment thì số 5 đây. Nha, comment số 5. Rồi, tốt rồi. Bài toán về tìm phân số của một số. Cái này mặc dù là nó ở lớp 4 nhưng mà nó lại sử dụng nhiều ở lớp 5. Tìm phân số của một số. Nha. Và lên lớp 6 thì nó lại lặp lại. Cho nên là các bạn học chắc bây giờ lên lớp 6 học sẽ rất là nhàn. Và bài toán chuyển động thì toán chuyển động cũng là một nội dung trọng tâm của học kỳ 2. Đó. Thế còn ngoài ra mà có thời gian thì thầy sẽ hướng dẫn thêm. Thế còn trong cái thời gian mà nó chỉ có 2 buổi thì không thể mà dạy hết tất cả chương trình được. Nhưng mà thầy sẽ cố gắng là trong cái thời gian ngắn thầy sẽ nén kiến thức lại để giúp cho các bạn ôn tập được nhiều nhất và có một cái khả năng hệ thống hóa cũng như là ghi nhớ được tốt nhất. Nào, bật tất cả bật camera cho thầy nào. À rồi, chụp lại một kiểu ảnh cho nó lưu lại cái khoảng cách nhá. Bấm correction và bấm thả tim thầy nhá. Nào, cười tươi nào, 1 2 3. Rồi, rất tốt, để thầy chụp lại cái này lên trên nhóm lớp của các con nhé. Nào, một kiểu nữa nào. Kiểu nữa để cho các bạn ở trang số 2 cũng được có nào. Nào, 1, 2, 3, bấm direction và thả tim hoặc thả pháo bông được. À, thêm một kiểu nữa nào. Kiểu này thì nào, xin mời các bạn sẽ bấm thả tim là 1, 2, 3. Ok rồi. Nào, chúng ta sẽ vào cái nội dung của phần hôm nay. Đầu tiên là phân số thập phân. Phân số thập phân là gì? Ở đây thì nó định nghĩa đơn giản này này. Phân số thập phân đầu tiên nó là phân số. Và có mẫu số là 10 hoặc là 100 hoặc là 1.000. Ví dụ như là 3 phần 10, 5 phần trăm hay là 5 phần 100. Gì ạ? 17 phần 1.000. Bao nhiêu bạn đã hiểu về phân số thập phân comment này chưa hả?
Nào, mỗi bạn hãy lấy cho thầy một ví dụ về phân số thập phân. Và mẫu số nên chỉ đó là 10, 100, 1.000, 10.000 thôi nhá. Đừng có to quá nhá. Mỗi làm một lần thôi. Thầy đọc. Những bạn sau Bảo Hân số 1, Trường Giang số 2, Mai Anh số 3, Kim Thư số 4, Khánh Linh số 5, Quang Vinh số 6, Thảo Linh số 7, Ngọc Diệp số 8, Bá Quát số 9. Ê, Bá Quát kiểm tra lại. Tấn Phát số 9, Xuân Phát số 10, Minh Vũ 11, Quốc Trung 12, Trung Dũng 13, Đức Anh 14. Ok rồi, tốt rồi. Đấy nhá. Thế thì lại một câu hỏi tiếp theo là thế bây giờ phân số 2 phần 5 có phải là phân số thập phân không? À, có thì comment chữ có, mà không thì comment chữ K. À đấy, một số bạn thì nói là có, một số bạn thì nói là không. À, rất nhiều bạn nói là có một số bạn thì lại nói là không. Thì câu trả lời là như này, muốn biết nó là phân số thập phân hay không, ta áp dụng trở lại cái gì ạ? Cái định nghĩa là phân số thập phân là phân số có mẫu số là 10, là 100 hoặc là 1.000. Còn đây mẫu số của nó bằng 5, và như vậy là không phải là phân số thập phân, hiểu chưa? Hiểu, comment là chữ hờ hoặc là chữ hiểu nào. Rồi. Thế nhưng phân số này có thể viết được dưới dạng phân số thập phân. Thứ 2 phần 5 được viết dưới dạng phân số thập phân bằng cách là ta sẽ nhân cả tử số và mẫu số của phân số này với một số tự nhiên với cùng một số tự nhiên để được phân số có mẫu số là 10. Người ta có thể viết là bằng 4 phần 10. Được chưa? Hoặc ta nhân với 20 thì bằng 40 phần 100. Như vậy phân số 2 phần 5 thì được viết dưới dạng phân số thập phân là 4 phần 10 hoặc 40 phần 100. Rõ hay là rất rõ thì viết cho thầy ạ. Đó. Tức là có những phân số có thể được viết dưới dạng phân số thập phân, nhưng có những phân số thì không. Ví dụ như là thầy có 3 phần 7 thì có thể viết được dưới dạng phân số thập phân không ạ? À không đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì phân số này nào, bây giờ trong các phân số sau, phân số nào là phân số thập phân? À, 5 phần 20, 6 phần 40, 10 phần 8 và 9 phần 100. Và xin mời comment. Comment bao nhiêu? Bao Ngọc nhiêu? Diệp số 1, Không, Mai Anh số 2, Tấn một Phát trăm số 2, nhanh. Bá Quát Anh số biết 4. cái gì đâu mà chỉ là một trăm. Các bạn tắt mic đi. Nó nhắn đấy. Bá Quát số 4. Kim Thư số 5, Xuân Phát số 6, Bảo An số 7, Cúc số 8, Khánh Linh số 9, Trường Giang. Comment một lần thôi, Trường Giang lại thế lại chưa được. Trường Giang comment nhiều quá này là chưa đúng. Trung Dũng số 10, Nam Khánh 11, Thảo Linh 12, Quốc Trung 13. iPhone của Nguyệt đổi lại tên đi con. Bảo Hân 14, Đức Anh 15, Phương My 16, Trường Giang 17, Tuấn Minh 18, Khanh 19. Ok rồi, tao giỏi. Thế tao hỏi phân số nào là phân số thập phân thì là 9 phần 100, mẫu số là 100, hiểu không ạ? Rồi, bao nhiêu bạn đã rất rõ về phân số thập phân, comment thể chữ rõ hoặc là rất rõ thì viết vào nào. Đấy, vậy từ nay chúng ta đã hiểu về phân số thập phân rồi chưa ạ? Đấy nha, gặp cái dạng mà cứ đề bài có phân số thập phân là xong. Thế bây giờ tiếp theo ta sẽ có là gì ạ? Hỗn số. Thì hỗn số nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần nguyên, vậy thì có là 3 và 1 phần 2. Thì 3 này nó gọi là phần nguyên và 1 phần 2 này gọi là phần phân số. Và lưu ý cho thầy phần phân số này nó luôn nhỏ hơn 1, rõ chưa? Phần phân số luôn nhỏ hơn 1. Thế bây giờ thầy ví dụ này, 2 và 7 phần 8 được có gọi là hỗn số không ạ? Có thì comment chữ có, không thì comment chữ không.
À có rồi, các bạn đã hiểu rồi đấy. Thế phân cái hỗn số 2 và 7 phần 8 có phần nguyên là mấy? Comment. Comment phần nguyên, rất tốt, đấy, rất tốt. Phần nguyên là 2, đúng rồi. Còn phần phân số là bao nhiêu? Comment. Rồi, rất tốt, nó là 7 phần 8, đúng rồi. Thế thì tiếp theo, ở đây chúng ta thấy là thầy ví dụ như là thầy có đây. Thầy có 5 và 3 phần 2. Cho thầy hỏi đây có được coi là hỗn số không? Xin mời comment. Có thì viết chữ có, mà không thì comment là chữ không. Rồi, có bạn nói là có bạn nói là không. Nào, áp dụng này. Cái định nghĩa này. Hỗn số nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần nguyên là 5. Thế 3 phần 2 là phần phân số. Tuy nhiên các bạn nhìn thấy số cái phần 3 phần 2 này nó lớn hơn 1, tức là tử số nó lớn mẫu số. Thì cái này nó chưa được gọi là hỗn số. Đó chưa ạ? Mà nó sẽ là bao nhiêu ạ? Đúng rồi, hiểu chưa ạ? Thế bây giờ 5 và 4 phần 4 thì có được gọi là hỗn số không ạ? Đúng rồi, nó cũng không được gọi là hỗn số. Đấy, như vậy là thầy thấy các bạn đã hiểu đấy. Lúc nãy thì còn một số bạn còn đang có chút gì đó đang nhầm lẫn với cái việc hỗn số, còn bây giờ các bạn đã quen rồi. Đấy, kiến thức về hỗn số đầu tiên ta phải hiểu hỗn số là gì, đúng không ạ? Và cấu tạo của nó như thế nào. Việc tiếp theo thì chúng ta sẽ có là cái cách chuyển từ hỗn số sang phân số. Thầy ví dụ như thầy có 3 và 1 phần 2 được chuyển thành hỗn số thì cách làm như sau. Từ hỗn số này chuyển thành phân số này nào, các bạn nhìn đã chưa làm, vì thầy biết là một số thì bạn thì đã hiểu nhưng một số bạn thì chưa hiểu hoặc là đã quên. Thì ta thấy là ở đây 3 và 1 phần 2 thì có phần nguyên là 3, phần phân số là 1 phần 2, thì đây có mẫu số là 2, ta đặt 2 ra đây. Thế còn bên trên tử số này ta lấy 3 nhân 2, ta viết là 3 nhân 2. Sau đó cộng với 1. Kết quả bằng 7 phần 2. Rõ phần này chưa ạ? Rõ phần này chưa ạ? 3 nhân 2 cộng 1 và bằng 7 phần 2. Rõ thì comment này chữ rõ hoặc chữ R. Nào, viết cho thầy chuyển từ hỗn số sang phân số. Thầy có 4 và 2 phần 3 và xin mời các bạn comment. Wow, rất nhanh. Khánh Linh số 1, Trung Dũng số 2, Trường Giang số 3, Ngọc Diệp số 4, Đức Thiện số 5, Xuân Phát số 7, Trung Dũng số 8, Phương My số 9, Mai Anh số 10, Thảo Linh 11, Minh Vũ 12, Quang Vinh 13, Tấn Phát 14, Đức Anh 15, rồi tốt rồi, Gia Hân 16, Kim Thư 17, Bảo Hân 18, Đức Anh có một lần rồi, Bảo An 19, ok rồi. Ở đây ta sẽ viết là ta 3, ta đặt 3 thằng này là mẫu số giữ nguyên. Sau đó ta lấy 4 nhân 3, 4 nhân 3, rồi cộng với 2, thì 4 nhân 3 bằng 12 cộng 2 là 14 phần 3. Hiểu hay là rất hiểu phần này rồi ạ? Các bạn thấy dễ hiểu không ạ? Được rồi. Thế bây giờ từ hỗn số sang phân số thì các bạn làm tương đối thạo rồi. Thế bây giờ ngược lại, từ phân số mà sang hỗn số thì ta làm nào? Ví dụ như thầy có 19 phần 3. À, 19 phần 3 thì làm thế nào để chuyển được sang hỗn số? Thì ta hiểu này, ta sẽ thực hiện phép chia, ta lấy 19 chia 3, 19 chia 3, ta lấy 19 chia 3 thì được 6, 6 nhân 3 bằng 18, 19 chia 18 bằng 1. Thế thì ta sẽ viết này, 19 phần 3 thì ta thấy là 19 chia 3 bằng 6, thì đây chính là phần nguyên, được chưa ạ? Thêm 19 chia 3 là 6, cái số dư này là 1 này, ta đặt lên trên tử số. Đây là 1, còn mẫu số giữ nguyên là 3. Ta có 19 phần 3 thì bằng
6 và 1 phần 3. Nào cho thầy hỏi, các bạn đã biết cách làm chưa ạ? Rõ hay là rất rõ thì viết vào cho thầy. Nào để chúng ta kiểm tra xem là các bạn nắm kiến thức như thế nào. Thầy có 45 phần 7 ha. Đây là phân số 45 phần 7 viết dưới dạng hỗn số là gì? Comment. Rồi, Quang Vinh số 1 rất nhanh. Nam Khánh số 2. Tấn Phát số 3, Khánh Linh số 4, Ngọc Diệp số 5, Đức Thiện số 6, Xuân Phát số 7, Phương My số 8, Trường Giang số 9, Minh Vũ số 10, Nam Khánh 11, Kim Thư 12, Bảo An 13, Mai Anh 14, Phương Thảo 15, à, Bảo Hân 16, Tuấn Minh 17, Thảo Linh 18. Ok rồi. Tốt tốt tốt. Được chưa ạ? Thế đây chúng ta sẽ có là 45 phần 7. Ta lấy 45 chia 7 bằng 6 với 6 này. Đấy, 6 như nó dư 3. Ta viết đạt 3 ân tử. Và mẫu đây. Kết quả bằng 6 và 3 phần 7. Chưa ạ? Nào và tiếp theo. Thêm bài nữa nha. Ta có 74 phần 9. Nào, comment cho thầy xem là thành hỗn số bao nhiêu. Rồi, rất tốt. Đấy, các bạn đã hiểu rồi nha. Kết quả bằng 8, 74 chia 9 bằng 8 và dư 2 ta đặt trên này phần 9. Rồi, ok rồi nha. Bây giờ phần này một phần khá là thú vị. Đó là tính nhanh với số thập phần. Cái phần này thì nó sẽ giúp cho các con có một cái kỹ năng tính toán nhanh, thuận tiện. Nào. Cái số thập phần này cái phần này các bạn không cần ghi đâu nha, không cần ghi. Đầu tiên là ta sẽ có là chia cho 0,1 thì nó bằng gì ạ? Nó bằng nhân với 10. À, có một cái câu hỏi này. Có một cái câu hỏi như này này. Có một cái bạn là học sinh bạn hỏi này. Tí nữa thầy quay trở lại này. Thầy bạn nói là ví dụ như. Thôi, ok, lát nữa thầy sẽ nói cái phần này nha. Việc chia cho 0,1 thì bằng nhân 10. Ví dụ này. Ví dụ như là thầy có 5,6 chia cho 0,1 thì nó bằng 5,6 nhân 10. Kết quả bằng 56. Yes, rõ phần này, comment chữ rõ chữ R. Được rồi. Thứ hai là ta có là chia cho 0,2. Đấy. Thì ta sẽ được viết nhanh bằng gì ạ? Muốn chia một số cho 0,2 thì ta chỉ đó lấy số đó nhân với 5. À, ví dụ nào, ví dụ như là bốn chia cho 0,2 thì ta làm nào ạ? Ta có thể viết luôn bằng 4 x 5. Các bạn viết đầy đủ như thầy bằng 4 x 5.
và kết quả bằng 20. Đúng không ạ? Thế tiếp là đây sẽ có 3,1 chia cho 0,2. Nào, comment cho thầy phép tính và kết quả. À, chia 0,2, ta lấy số đó là 3,1 nhân với 5. Kết quả bằng 15,5. Rõ chưa ạ? Nào, tiếp tục. Chúng ta lại có phần tiếp theo. Đó là gì ạ? Đó là chia cho 0,5. Thì chỗ này bằng gì? Đúng rồi, một số chia 0,5 bằng lấy số đó nhân với 2. Được chưa? Thế ví dụ nhỉ? Ví dụ này. Ví dụ như là thầy có 2,3 chia cho 0,5. Comment thầy kết quả. À, nhanh quá ạ. Thì ta sẽ chỉ việc là lấy 2,3 nhân 2 và kết quả bằng 4,6. À, thêm ý nữa nha. Này, thầy có 7 chia cho 0,5. Và xin mời các bạn comment. À, rất nhiều bạn đã có câu trả lời đúng. Phương Bi số 1, Quang Vinh số 2, Khánh Linh số 3, Đức Thiện số 4, Khánh Nam số 5, Mai số 6, Ngọc Diệp số 7, Minh Vũ số 8, Bảo An số 9, Bảo Trâm số 10, Xuân Phát 11, Gia Hân 12, Mai Anh 13, Hoàng Lâm 14, Trường Giang 15, Thảo Linh 16, Trung Dũng 17, Tấn Phan 18. Ô, cái này ta chỉ việc là lấy 7 nhân với 2. Kết quả bằng 14. Đây, cái câu hỏi lúc nãy có một câu hỏi của một cái bạn học sinh, thì nhớ là bạn ấy hỏi này. Em thưa thầy, à, ta có là đây, bây giờ có 3 chia cho 0,5. Nào, comment thầy kết quả. À, các bạn làm rất nhanh và là chính xác. 3 chia 0,5 thì bằng 6. Thế bạn ấy hỏi này này. Bảo em thưa thầy, tại sao khi chia một số cho 0,5 thì kết quả tìm được lại lớn hơn là số bị chia? Wow, hay không ạ? Bạn nào có câu trả lời cho phần này? Có câu trả lời comment cho thầy số số 8 này. Ok, được rồi, cho bạn Minh Vũ tự nêu câu trả lời tại sao. Tại sao 3 chia 0,5 thì nó lại được số lớn hơn là cái số bị chia gì? Vì 0,5 bằng 5 phần 10 mà khi rút gọn thì thành 1 phần 2. 3 chia cho 1 phần 2 thì bằng 3 nhân với 2. À rồi, con nói cái ý đó thì là tại sao 3 chia 0,5, chơi sửa lại, thì bằng 6, thì con làm là đúng.
Nhưng nên người ta hỏi này này, tại sao 3 chia cho 0,5 thì lại được số kết quả là 6 ấy, nó lại lớn hơn là số bị chia. À, đấy, câu này tư duy ấy nha. Thử nghĩ nào. Nào bạn xung phong. Có khi nào gặp cái câu này không? Tại sao 3 chia cho 0,5 lại được kết quả thương lại lớn hơn là số bị chia? Đấy, chúng ta học toán tư duy là chúng ta phải tư duy như vậy. Các bạn có biết tại sao không? Đây là kết quả. Chúng ta phải hiểu cái này này. Học mà chúng ta hiểu được bản chất thì nó hay lắm. Ở đây 3 chia cho 0,5 thì được kết quả là 6, thì bản thân cái số 6 này này và số 3 là hai cái số nó khác nhau về ý nghĩa. Mặc dù là nó cùng là các con số ấy, các chữ số ấy, nhưng mà nó khác nhau về ý nghĩa. Ở đây là 3 nha. Được chia thành các phần bằng nhau và mỗi phần được 0,5 thì hỏi được bao nhiêu phần như thế và người ta trả lời được 6 phần như thế. Rõ phần này chưa ạ? Nó giống như này. Đây. Đây có phải là 3 không ạ? Và khi chia cho 0,5 này thì nó được chia thành các cái phần bằng nhau và mỗi phần nó chỉ có 0,5 thôi. Hiểu chưa ạ? Và 6 này là đếm được bao nhiêu cái phần như thế, thì đây là một phần này, hai phần này, ba phần, bốn phần, năm phần và sáu phần. Hay chưa ạ? Hiểu chưa ạ? Đây là nó chia là số phần được bao nhiêu phần. À, bạn bạn Hải Anh giải thích như Hải Anh thì nó cũng giống như là thế, bây giờ quả trứng có trước hay con gà có trước? Hải Anh bạn biết chưa nào, Có thầy cả hai. làm sao cả hai được nào? Cái gì có trước? Thầy. Con bảo là con gà có trước à? Đây, thầy đang hỏi Hải Anh rồi. Thế con gà có trước? Thế gà nó nở ra từ đâu? Trứng hả? Ừ, từ trứng. Thế thì sao gà có trước được? Thì ra trước nào có trứng nhỉ? Thế bây giờ là trứng có trước hay gà có trước? Lại trứng có trước à? Thế trứng nó được chui ra từ đâu? Nó lại chui ra từ con gà đúng không? Và như thế thì nó lặp vào cái vòng luẩn quẩn. Đấy đang hỏi cái Và gì vì quả đây, câu hỏi đây là tại sao khi 3 chia cho 0,5 bạn không phải là bằng 6 đâu, mà là tại sao mà cái số kết quả nó lại lớn hơn? Vậy con này bảo là tại vì gì đây? Đâu nhỉ? Tại vì 0,5 nhân 6 thì bằng 3. Thế thì nó khác gì là người ta mới hỏi này nè. Thế số chẵn là gì? Thì trả lời là thưa thầy, số chẵn là số chia cho 2. Thế xong người ta hỏi lại, thế số chia cho 2 là gì? Thế là số chia cho 2 là số chẵn. Ừ, thế thì nó vòng tròn nên đâu có giải thích được vấn đề. Thấy không? Mà đây ta phải giải thích bằng trực quan là gì? Cái số 3 này nó được chia thành các phần và mỗi phần được 0,5 và hỏi được bao nhiêu phần như thế thì kết quả là 6, và cái số 6 với số 3 nó không cùng chung một đại lượng nào, nó ý nghĩa nó khác nhau. Rõ chưa? Bạn đã hiểu chưa? Bao nhiêu bạn đã hiểu phần này? Comment này chưa hiểu hoặc chưa hở đấy, học nó phải hiểu rõ cái bản chất như thế thì nó mới thú vị chứ. Và đừng có vội là comment là người ta
kém hay là gì cả nha. Hãy lắng nghe đi, hãy khiêm tốn và học hỏi đi nha. Được rồi, các bạn học hết cái buổi này các bạn sẽ thấy có nhiều cái kiến thức thú vị như vậy. Nào, bao nhiêu bạn thích cái phần này, bên đây bắt đầu thích dần rồi, comment này chữ thích chưa nào. Đó, thầy dạy tiếp cho nha. Rồi, được rồi, đến đây. Thế bây giờ chỗ này bây giờ ta lại học tiếp là chia cho 0,5 thì bằng nhân với 2. Tiếp tục bây giờ ta có chia cho 0,25 thì bằng nhân với mấy ạ? Nhân với 4, đúng rồi. Thế gặp một bài toán là chia một số cho 0,25. Thế thay vì ta đi Mình chia tính đặt bốn tính đúng không ạ? Ví dụ như là ta đặt câu hỏi là 2,1 chia cho 0,25. Ồ, đặt tính này nhìn này. Lại phải đếm xem ở số bị chia, à số chia có bao nhiêu chữ số ở phần tập phân, xong tôi lại dịch chuyển số phải sang bên phải đúng không ạ? Bằng 210 chia cho 25. Thì thay vì làm như vậy, chúng ta lấy luôn là 2,1 chia cho 0,25. Thì ta chỉ việc lấy 2,1 nhân mấy ạ? Nhân 4. Và kết quả bằng 8,4. Nhanh hay là rất nhanh ạ? Thấy không? Đúng rồi, quá nhanh. Nào, bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để làm một bài tương tự chưa ạ? Nào, bây giờ tính cho thầy nhá. Tính cho thầy này. Ở đây. Bây giờ. Đây. Tính cho thầy là 7 chia 0,25. Và xin mời các bạn comment. Wow, Thầy ơi, làm cho em đi vệ sinh ạ. nhanh quá. Rồi, Phương My số 1, Khánh Linh số 2, Xuân Phát số 3, Ngọc Diệp số 4, Trường Giang số 5, Bảo An số 6, Bá Quát số 7, Mai Anh số 8, Bảo Trâm số 9, Tấn Phát số 10, Minh Vũ 11, Trung Dũng 12. Thầy Đi ơi, cho con đi vệ sinh ạ. đi đi. À, tôi rồi. Rồi nha, kết quả bằng 4, 7 nhân 4 luôn. Bằng 28 và chúc mừng các bạn có kết quả bằng 28. Thế thì nó ứng dụng cái này, việc các bạn đặt câu hỏi có thể kể dễ mà em học mãi rồi em biết rồi. Đồng tốt. Nhưng tại sao thầy vẫn dạy lại? Bởi vì này, nếu mà chỉ có làm cái thông thường này thì thường nó sẽ chưa đạt được đến cái tầm tư duy cao, mà nó sẽ áp dụng cái dạng bài này để người ta làm các bài toán tính nhanh với phân số. Ví dụ nó có là đây, nó sẽ là đây. Để có bài toán sau: 1,2 nhân 4 cộng với một cộng với 8,7,8 chia đại 7,8 chia 0,25 rồi cộng 5 nhân 4. Ví dụ như vậy. Thế bình thường này, chúng ta lại phải đi làm từ nhân cái này, xong lại làm cái này, xong lại nhân đây, xong lại cộng lại, đúng không? Thì thay vì như vậy, chúng ta sẽ có cái cách nào? Ta nhìn này, 1,2 nhân 4, ta vẫn viết là 1,2 nhân 4.
cộng với 7,8 chia cho 0,25 thì ta viết luôn bằng 7,8 lại nhân 4. Rồi cộng với 5 nhân 4. À lúc này ta thấy là nó đều là tích của một số với 4, ta mới nhóm 4 ra ngoài. Nhóm 4 ở ngoài nhân với mở ngoặc bên trong là 1,2 cộng 7,8 rồi cộng 5. Và kết quả bằng 4 nhân 1,2 cộng 7,8 bằng 9, 9 cộng 5 bằng 14. 4 nhân 14. Ai, hay chưa ạ? Kết quả bằng 56. Cho thầy hỏi là cái phần này ứng dụng nó hay không ạ? Mà nó sẽ ứng dụng như thế này. Đấy, nó sẽ ứng dụng như thế. Thì chúng ta trong quá trình học chúng ta sẽ rất là linh hoạt. Hãy nhớ cái quy tắc mà thầy dạy. Thì các bạn sẽ làm được những cái bài toán mà nó có phân loại. Đấy, bài toán được 0,5 điểm ấy. Cái bài toán mà nó sẽ phân loại giữa điểm 9 và điểm 10. À, tiếp theo. Tiếp tục nha. Tiếp theo đây. Thầy có là bây giờ là chia cho 0,25. Rồi bây giờ chia cho 0,125. Thì ta sẽ làm thế nào? À, ở đây ta sẽ việc là lấy số đó nhân với 8, đúng rồi. Bằng là nhân với 8. Thế ví dụ thầy có là sáu chia cho 0,125. À, thay vì ta phải đặt tính chia đúng không, lại chuyển dấu phẩy rồi thì đếm xem chữ số ở phần thập phân là bao nhiêu, thì ta chỉ việc là gì ạ, lấy 6 chia cho 0,125 bằng 6 nhân 8. Kết quả bao nhiêu ạ? Bằng 48. Nhanh hay là rất nhanh? Rất nhanh đúng không ạ? Được rồi. Bạn Hải Anh rồi, được rồi, Hải Anh cũng có trả lời. Rồi, tí nữa cho Hải Anh trả lời nha. À, thế bây giờ thầy đố một cái câu nữa này. Bây giờ thầy có là đây 7,2 chia cho 0,125. Comment cho thầy phép tính và kết quả. Rồi, rất tốt. Khánh Linh số 1, Vũ kiểm tra lại. Kim Thư số 2. Nam Khánh số 3, Bảo An số 4, Gia Hân số 5, Xuân Phát số 6, Ngọc Diệp số 7, Tuấn Minh số 8, Trường Giang số 9, Trung Dũng số 10, Hải Anh 11, Bá Quát 12, ok, Vinh Vũ 13, ok rồi, tốt rồi, Bảo Ân 14. Hiểu chưa ạ? Thì ta chỉ việc lấy là 7,2 nhân 8. Kết quả bao nhiêu ạ? À, 57,6. Rõ phần này chưa ạ? Rõ thì comment đi, chữ rõ hoặc là rất rõ thì viết vào cho thầy. Ok rồi, tốt rồi. Nào, cho Hải Anh bật mic lên nào. Đâu, Hải Anh bật mic lên. Anh đâu? Anh thấy vẫn đang muốn nói. Nào, Hải Anh mà cái gì nhỉ? Cho con 15 giây con sượt nốt. Hải Anh bảo là quả trứng có trước đúng không Hải Anh? Từ nãy vừa nói rồi. Thế quả trứng có trước thì quả trứng nó chui ra từ đâu? Đã chui từ con gà đúng không? Thế vậy thì gà nó có trước trứng mà. Từ để con copy Google đã. Thôi, không phải lúc này không phải copy Google nha, tôi đang muốn nói đây là
có những cái vấn đề nó sẽ bị luẩn quẩn không giải thích được, cho nên là mình phải giải thích bằng cách khác, hiểu chưa? Nào, tiếp theo. À, thôi được rồi, trước khi vào phần đổi đơn vị đo đại lượng thì cho các bạn đi uống nước đi. Nha. Cho các bạn đi uống nước vệ sinh. Bây giờ là 22 giờ 8 phút. 22 giờ 3 phút là 2 giờ 11 phút chúng ta sẽ quay trở lại nha. Các bạn đi uống nước, đi vệ sinh đi. Rồi, ok rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục. À, tiếp tục chúng ta sẽ quay trở lại nha. Xin mời các bạn quay trở lại đi ạ. Thế thì thế này. Trung tâm toán tư duy Lê Sơn là dạy cho rất nhiều các bạn học sinh. Đấy, đặc biệt là các bạn học toán tư duy. Thì tư duy nó là gì? À, thầy dạy cho các bạn cái cách để các bạn phân tích, cái cách các bạn tổng hợp, cách để các bạn so sánh, để từ đó rút ra được những cái phương pháp để giải những bài toán nó hay, nó khái quát. Nào, bây giờ đổi đơn vị đo đại lượng là một trong những cái phần kiến thức rất quan trọng của chương trình môn toán lớp 5 nói riêng và thầy học nói chung. Vậy thì cái phần này ấy, nó có 3 dạng, mấy dạng các con? Nó có 3 dạng. Toàn bộ phần nó chỉ có 3 dạng bài thôi nha. Đấy. Bao nhiêu bạn muốn thầy sẽ hướng dẫn cho rõ ràng 3 cái dạng này thì comment thì con muốn nào. Thế thì như này này, ở trong gọi là các đơn vị đo đại lượng trong tiểu học vậy, thì chúng ta được học những cái loại nào? Cái đầu tiên nha, đây là các đơn vị đo đại lượng. Nào, thế cái đầu tiên ấy thì người ta gọi là khối lượng. Khối lượng nó gồm có gì? Có tấn, có tạ, có yến, có kg, vân vân, đúng không? Đấy, viết hết đi. Kg, hectogram, decagram và gam. Cái này gọi khối lượng. Thì hai đơn vị đo khối lượng nó liền kề nhau thì nó gấp với nhau là 10 lần. Đúng không ạ? Thứ hai là đo độ dài. Độ dài thì nó cũng có gì ạ? Có km, có hectomet, có đề ca mét,
có mét, có decimet, có cm và có mm. Đó là độ dài. Và tiếp nữa là sao Hải Anh, tập trung lên đi Hải Anh ơi, dừng cái kia lại Hải Anh nhá. Ở đây phần 3 là khối lượng này, độ dài này, rồi đến diện tích. Diện tích thì có km vuông, ở đây thầy viết theo kiểu này. Trên cái nền tảng của Zoom nó không viết được cái km vuông ở giống như là cái mũ hai ở trên, thầy viết tạm này ta hiểu như thế nha. Xong đến hectomet vuông. Hectomet vuông ấy thì người ta còn gọi là hecta. Rồi, xong đến đề ca mét vuông. Xong mét vuông. Rồi thì nè, đề si mét vuông, cm vuông và cuối cùng là mm vuông. Hiểu phần này chưa ạ? Rồi. Phần 4. Thì trước khi sang phần 4 ta lưu ý này, đơn vị đo khối lượng, độ dài thì hai đơn vị đo liền kề để gấp kém nhau 10 lần. Còn riêng là cái phần đơn vị đo diện tích thì nó gấp kém nhau 100 lần. Hiểu phần này chưa ạ? Hiểu phần này chưa ạ? Hiểu rồi. Thế thì đến phần tiếp theo là đo thể tích. Thể tích thì nó gấp kém nhau 1.000 lần. Nó có gì ạ? Nó gồm có mét khối. Có gì nữa ạ? Decimet khối. Có gì nữa ạ? Có cm khối. Có mm khối. Đấy, ta nhớ cái quy tắc đó để lát ta làm. Và có một cái nữa, trong cái đại lượng này thì nó gọi là thời gian. Là thời gian. Thời gian thì nó không giống như các cái đơn vị đo khác, mà cái bảng đơn vị đo thời gian nó rất là hay ở cái chỗ là ví dụ như nó có thể là giờ, phút, giây. Thế 1 giờ thì nó lại bằng 60 phút và 1 phút thì bằng 60 giây. Đó, thì các bạn để làm được, để chuyển đổi được đơn vị đo đại lượng thì các bạn phải thuộc được 5 cái loại đơn vị đo này. Nó có cái đặc điểm gì? Nào bạn rõ phần này comment chữ rõ cho thầy. Ở đây thì các bạn lưu ý cho thầy. Nào, hãy lưu ý. Đó là cái dạng thứ nhất. Phải viết đây, cho nó màu xanh đi. Thay đổi đi. Cái dạng 1. Dạng 1 ở trong đổi đơn vị đo đại lượng ấy, nó luôn luôn là như vậy. Thì ta sẽ có là, nó gọi là đổi từ lớn ra bé, hoặc là sang bé cũng được. Nhớ chưa ạ? Và cái phần này, cái từ khóa ở đây là phép nhân. Hiểu chưa ạ? Thì ví dụ này, ví dụ như thầy có là, nào, bây giờ đổi đến khối lượng nhá. Bây giờ thầy có là đổi từ tạ ra kg. Bây giờ thầy có 2,315 tạ. Mà đổi ra kg. Đúng không? Thì ta thấy là ta lấy bằng 2,315 nhân với 100. Thì nhân với 100 dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải hàng số, vậy kết quả bằng 231,5 kg. Có đúng là áp dụng phép nhân không ạ? Đúng rồi. Tiếp này. Thế ví dụ như là thầy có 6,4 km mà đổi ra
mét chẳng hạn. Thì ở đây có phải là ta sẽ lấy là bằng 6,4 nhân nhân 1.000 đúng không ạ? 1 mét thì bằng 1 km bằng 1.000 mét. Hiểu chưa ạ? Và kết quả bằng 6.400 mét. Hiểu về cách tư duy chưa? Bao nhiêu bạn đã hiểu về cách tư duy comment thì chưa hiểu hoặc chưa hiểu. Thế bây giờ như người ta không thích ra cái đơn vị đó, độ dài nó ra đơn vị đo diện tích thì sao? Nó vẫn là 6,4 nhưng mà đây nó là mét vuông, thì đổi ra đơn vị là cm vuông. Thế thì ta thấy là 1 mét vuông thì bằng 10.000 cm vuông. Vậy ta lấy 6,4 nhân 10.000 hoặc 10.000 nhân 6,4 được, thì viết luôn là 6,4 nhân 10.000. Thì kết quả bao nhiêu ạ? À, nhân 10.000 thì chuyển dấu phải sang bên phải 24. Mấy ạ? À, 4 hàng số. Vậy thì có kết quả là bằng 64000 cm vuông. Các bạn đã thấy dễ chưa ạ? Dễ hiểu chưa ạ? Thế thì ở đây có một cách nữa có thể giúp các bạn làm phần này. Bây giờ như bạn đây là 6,4 nhân 10.000. Đúng không ạ? Thì ta thấy là nó tương ứng với nhân 10.000 này. Một hàng số 2, 3, 4. Thì ở đây bỏ dấu phẩy đi. Chỗ này nó chưa có số thì ta thêm chữ số 0 vào này. 6,4 nhân 10.000 thì bằng 64.000. Đơn vị là cm vuông. Hay hay là rất hay ạ. Dễ hiểu chưa ạ? Đấy là trường hợp thứ nhất là đổi đơn vị từ lớn ra bé. Thế tiếp theo, bao nhiêu bạn đã hiểu cái cách tư duy này? Thế thì ta hiểu đây rồi thì nó mới lại như này này. Để kể cả khi nó nảy sinh ra vấn đề là đây là đổi số tự nhiên này. Ví dụ như là 7 7 mét vuông mà đổi ra cm vuông thì bằng bao nhiêu comment? Đúng rồi, 1 mét vuông bằng 10.000, 17 mét vuông bằng 70.000 cm vuông. Thế nhưng mà giả sử nó là 1 phần 2 mét vuông mà đổi ra decimét vuông thì ta thấy là gì ạ? Ta vẫn làm phép nhân. 1 mét vuông bằng 100 decimét vuông, vậy 1 phần 2 mét vuông bằng bao nhiêu decimét vuông? Và comment. Rất tốt đấy, Phương My số 1, Khánh Linh số 2, Trung Dũng số 3, Trường Giang số 4, Quốc Trung số 5, Bảo An số 6, Xuân Phát số 7, Hoàng Lâm số 8, Bảo Hân số 9, Bảo Trâm kiểm tra lại, Tấn Phát số 10, Bá Quát 11, Gia Hân 12, Mai Anh 13. Dễ hiểu chưa ạ? Như vậy ta vẫn làm phép nhân. Và cách lấy là lấy 100 nhân với 1 phần 2. Các bạn thấy là khi mà ta hiểu cái cách tư duy nó học nó dễ đúng không các con? Thì mình không cần phải nhớ, ra mình cứ đi làm sao mình nhớ hết được tất cả thứ này. Ta chỉ cần hiểu cách tư duy thì bài nào cũng làm được nha. Nào, đấy là dạng số 1. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với dạng số 2. Dạng số 2 đây là gì? Đây là đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé. Dạng số 2 thì là ta lại đổi từ đơn vị bé. Dạng 2 là đổi từ bé sang lớn. Thì các bạn có thể mở ngoặc đây là phép chia. Phép chia gì ạ? Thì ví dụ đây là từ bé sang lớn nha. Bây giờ đây có là đây, thì có 4,5 cm mà đổi ra mét. Đấy.
Thế thì ta lấy 4,5 chia cho 100. Hiểu ạ? Lấy 4,5 chia cho 100. Và khi chia cho 100 ta dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái hai hàng số, thì các bạn đánh dấu này, đây 4,5 ấy nha. Dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái hai số, đây là 1 2 và đặt dấu phẩy đây. Thì viết thêm chữ số 0 vào cái chỗ mà nó chưa có hàng số này. Kết quả bằng 0,045. Rõ cái làm chưa ạ? Ok chưa? Hiểu hay là rất hiểu rồi ạ? Rồi. Đấy nha, thêm một cái phần nữa mà các bạn hỏi thêm một ý nữa đi. Bây giờ thầy có là 3,8 tạ. Cho thầy biết bằng bao nhiêu tấn? Comment. À, xin mời comment. À rồi, tốt rồi. Các bạn đã làm rất tốt. Chúc mừng các bạn có kết quả bằng 0,38 tấn. Thế nhưng mà cái này hay này. Vẫn là cái này. Nhưng nó sang đơn vị đo thời gian. Thì ví dụ như là thầy có là 20 phút về đổi ra giờ thì làm thế nào? Thì ta sẽ vẫn viết là bằng gì ạ? Bằng 20, 1 giờ thì bằng 60 phút, vậy bằng 20 phần 60. Và lưu ý phần này ta không chia hết, ta chỉ rút gọn bằng 1 phần 3 thôi. Ok. Hiểu phần này chưa? Ở đây, tiếp tục. Bây giờ ta sẽ có là đổi đơn vị kép. Đơn vị kép này. Thế ví dụ như là nó có 2 cm và 5 mm. Thế bây giờ đổi ra đơn vị là cm. Thì ta hiểu đây là 2 cm và 5 phần 10 cm, kết quả bằng 2,5 cm. Rõ chưa ạ? Được rồi. Thế cái dạng nữa là bây giờ có 4,6 kg và bây giờ đổi ra được là kg và gam. Thế ta mới tách ra đây là 4 kg, ta đặt số 4 đây. Cái này là 0,6 kg thì ta viết đây là bằng 600. Hiểu chưa ạ? Các bạn rõ như này chưa ạ? Đấy. Rồi, còn cái đơn vị mà liên quan đến đo vận tốc thì thầy sẽ hướng dẫn vào buổi sau. Nào, cho thầy hỏi là trong cái nội dung của buổi hôm nay các bạn có thấy dễ hiểu không ạ? Dễ nhớ không ạ? Được rồi. Rất tốt nha. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Buổi ngày mai chúng ta sẽ còn buổi nữa nha. Buổi mai thì sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn về các bài toán của lời văn. Và các bạn sẽ bật micro lên, chúng ta sẽ tạm biệt nhau nào. Chúc các bạn ngủ Ngon ngon nào. rồi. Ngon rồi. Chúc Con chào thầy. các Con bạn ngủ ngon nhé. chào Bye thầy. bye. Rồi, chào các con.